Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023, giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã được tổ chức trọng thể tại Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Hà Nội. Giải báo chí quốc gia năm nay có số lượng tác phẩm dự giải ở mức cao nhất trong những năm gần đây, với 1.905 tác phẩm. Hội đồng chung khảo đã chấm 165 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ vòng sơ khảo và quyết định trao 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C, 41 giải khuyến khích, theo 11 loại giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất, có tính phát hiện đề tài, nội dung tư tưởng tốt, mang tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thức thể hiện. Đặc biệt có nhiều tác phẩm không chỉ ở các cơ quan báo chí trung ương mà các cơ quan báo chí địa phương đã ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, thu hút và tạo ra nhiều trải nghiệm mới, hấp dẫn công chúng báo chí.